Đồ thiên sứ trong tưởng tượng. Ngon đấy. Mượt. Thực tế. Hello, xin chào mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây. Cái bữa ngày 10 sinh nhật mình á, vui rồi ôi. Nói nhiều, hét nhiều quá. Giờ nó đau họng anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Thì ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái clip. Đó. Thứ nhất là mình đổi lại cái găng thiên sứ, tại bữa mình đổi được cái găng thiên sứ mà nó phản tộc nên là mình bán con mẹ nó vào shop rồi. Một số anh em kêu mình bán shop xong mình mua lại, không có đâu anh em. Cái găng đó mình cũng ép tầm bậy rồi nên là mình bán rồi, thôi bỏ luôn anh em ạ. Hôm nay mình sẽ đổi găng mới này. Mình đổi luôn hai găng anh em nhá. Nếu không ra găng cam mình sẽ đổi luôn hai găng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình đổi luôn quần thiên sứ với lại áo thiên sứ anh em ơi. Đấy thì là vào luôn clip ngày hôm nay nhá, chứ không có dài dòng nữa. Để mục đích chủ yếu là để cho anh em xem đồ thiên sứ nó có gì hot. Đó, mà tự tay làm được nhá mọi người. Tốn rất là nhiều gọi là tiền bạc của cải, mặc dù anh em xem clip rất là nhanh thôi, nhưng mà mình mua hai viên đá với lại một cái hai viên đá là mỗi mỗi viên là 1K5 ngọc là 3K này này, cộng với lại là một cái công thức VIP nữa là 500 ngọc, đó là 3K5, chưa kể tiền mình gom mảnh áo quần và nhờ anh em giúp đỡ nữa. Tốn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tiền bạc và công sức, hy vọng anh em xem ủng hộ nhé. Bây giờ mình sẽ đi chế tạo này. Đâu rồi nhỉ? Nói chuyện này. À đây, chế tạo trang bị thiên sứ anh em nhá. Rồi mình sẽ chế tạo cái trang bị thiên sứ đầu tiên, đó là cái găng tay anh em nhá. Trời ơi, thiếu vàng mới đau chứ. Hy vọng ngày hôm nay nó sẽ ra cái găng nó VIP xíu, găng cam chẳng hạn. Đợt trước chế tạo ra cái găng phản tộc, nó là cùi đấy chứ. Nói chung là cái đợt này là mình cũng ráng chế tạo cái găng ngon ngon xíu anh em ơi. Đấy, mở một cái tag máy tính sẵn sàng tính tính tấn công anh em ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ chế tạo này. À, một số anh em kêu là để đá cấp 4 vào á, để đá nâng cấp cấp 4 là tỷ lệ thành công nó hình như là 75 hay 80% gì á, nhưng mà thường thường nó hên hơn, nó may hơn, nhưng mà mình đéo tin, mình cứ đá cấp 5 mình pha anh em, thành công này. Cái găng đầu tiên, găng thiên sứ gì đây? Trời ơi, không luôn. Không sao va lê luôn, không gì hết luôn anh em ơi. Mẹ phải thật á. Đình công mệnh á. Thôi được rồi, làm lại cái quần nha. Mẹ đang định tính tấn công, từ từ đã, tính thử cái tấn công cái găng nó thử coi. 97 9718 nhá. Cộng với 971 này, cấp 1 này, cấp 2 này, cấp 3 này, cấp 4 này, cấp 5 này, cấp 6 này, cấp 7 này. Cấp 7 là 18, cấp 9 anh em ạ. Như vậy là ngang với găng hủy diệt 10%. Đâu 10 hay là 10 10 12 13% gì sao á. Không nhớ rõ lắm anh em ạ. Hình như là ngang với lại găng găng hủy diệt, nhưng mà nói chung là không VIP hơn găng hủy diệt 15% anh em ơi. Cùi thế nhở. Chán thế. Giờ tính thử cái mảnh áo thử anh em nhá. Mẹ xịt luôn kìa. 8500 mà xịt ạ. Ôi. Xịt là mất luôn mảnh áo. Vãi nồi. Vãi cả nồi. 1000 mảnh bố mày gom khốn khổ lắm á. Vãi cả nồi ạ. À. Xịt là mất luôn mảnh áo. Cái hồn gì vậy? Xàm vậy trời. Mẹ thề nản đấy nha, bắt đầu nản đấy nha. Anh em biết kiếm được 1000 cái mảnh áo nó khổ sở như nào không? Xàm vậy ta. Quần được cái quần này. Quần gì đây? Quần VIP nha. Ba option, quần này là quần VIP nha, 110 HP. Quần VIP tấn công 200 lên tộc xây ra chỉ số thưởng cộng 2 không, hai option tấn công 300 lên lên quái mặt đất. Thề luôn, tấn công 3% lên quái mặt đất, tấn công 200 lên tộc xây ra thì ok, tấn công 200 lên tộc xây ra thì ok, tấn công 300 lên quái mặt đất ạ. À. Thôi bố mày lại đi, bố mày lại luôn. Tấn công 3% lên quái mặt đất rồi để làm gì?
Thề với anh em nó xàm đéo ghê đi. Đúng nghĩa của từ xàm luôn. Đúng nghĩa của từ xàm, đúng nghĩa của từ xàm luôn, đúng nghĩa của từ xàm luôn. Thôi anh em đừng có nên làm đồ thiên sứ làm gì hết. Thật sự luôn. Mà mình làm nốt cái này anh em ơi. Đang lở dở tay rồi. Thề mong chờ mấy bữa nay. Admin thề nói thật luôn, làm ăn chán đéo ghê đi. Trời xịt luôn. Mẹ thề luôn 85% xịt. Xịt hai lần mách mất luôn mảnh quần với mảnh áo. Đéo hiểu admin nó nghĩ cái gì luôn. Mình thấy mình đéo hiểu, mình chưa hiểu admin nó nghĩ cái gì luôn. Nếu như mà xịt thì mất mất đá là được rồi. Xịt mất luôn cả mảnh ạ. Không biết có phải lỗi hay không nhưng mà như vậy thì hơi xàm lìn thề luôn với anh em. Như vậy thì hơi xàm lìn luôn nha. Như vậy là hơi xàm lìn, mình đang rất là gọi là rất là đau họng luôn. Tại vì bữa mình sinh nhật mình hét hơi nhiều nhưng mà hôm nay mình thấy là xàm lìn vãi cứt ra. Xem lại gấp. Đề nghị admin xem lại gấp. Cái thứ nhất là mình muốn nói ở đây là mình đã bỏ 200 triệu ra để nâng cấp. Mình đã bỏ một viên đá cấp 5 lên. Một cái 5 ngọc với lại 500 ngọc là tổng 3 cái 5 ngọc. Nếu như có xịt thì cũng chỉ mất 3 cái 5 ngọc với 200 triệu vàng tiền nâng cấp thôi. Tại vì sao mất mảnh của mình được? Lý do. Mình cần lý do là tại vì sao mất mảnh của mình trong khi mình xịt, mình bỏ 3 cái 5 ngọc ra, mình bỏ 200 triệu vàng ra. Mà tại vì sao 85% mà xịt hai lần ạ? À? Mình đéo hiểu, mình đang không hiểu cái vấn đề nó xảy ra ở đây. Tại vì sao 85% mà xịt hai lần, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như xịt đó, thì mất đá cấp 5 của mình mua tận 2 viên 3K ngọc. Công thức VIP 500 ngọc. Mảnh áo, mảnh quần là nói thật với anh em là rất khó kiếm anh em ơi. Mảnh găng thì còn dễ một tí. Mà mảnh găng vừa mới, nó vừa xịt phát nó cũng mất luôn 1.000 mảnh găng như vậy. Mình thề luôn, mình đéo làm đồ thiên sứ nữa anh em nhá. Nếu như mà anh em xem clip nào mà gọi là mình nghĩ là mình bất lực trong cái đồ thiên sứ rồi, mình thề luôn, mình quá chán luôn anh em ạ. À. Mình chờ đợi mấy bữa nay để làm clip cho anh em xem, để cho anh em biết áo hủy diệt quần thiên sứ nó như thế nào. Xàm, ma xàm đéo ghê anh em ạ. À. Thề mình xàm. Mình đáng chi mình kết thúc clip nãy giờ rồi nhưng mà mình rất cay nhá, mình rất cay. Mình rất cay, nếu như admin cố làm vậy thì mình rất cay thực sự luôn. Mình phản đối cái việc là admin làm đồ thiên sứ kiểu này nhá mọi người. Mình phản đối ma xàm đi, mình cộng thử coi. Ma xàm cay đéo ghê đi. Cấp 1 này, cấp 2 này, cấp 3 này, cấp 4 này, cấp 5 này. Ở đâu? Cấp 4 đây phải không? Cấp 5 là 16105, cấp 6 là 17715, 194k cũng bình thường. Quần 200 mấy chục k, quần hủy diệt vậy đồ tính là đồ cùi hơn đồ hủy diệt à? Ma xảm, xảm đéo ghê đi. Mẹ cay đéo chịu được. Thể với anh em mình đi mình kiếm mấy viên đá cấp 5 là đã cực khổ rồi, tốn thêm ngọc mua nó cực khổ lắm rồi. Mẹ thề luôn. Xảm, ma xảm cay đéo chịu được. 85% non xịt mà nó xịt nó mất luôn mảnh. Xịt thì mất đá thôi. Xịt thì nó chỉ là mất đá thôi admin ơi, xịt thì nó chỉ là mất đá với mất 200 triệu vàng tiền nâng cấp thôi, xịt là mất mảnh. Xàm nha, xàm cái đó là xàm, thề cay đéo chịu được luôn. Cay đéo chịu được luôn. Đĩ mẹ nó, thề cay đéo ghê đi anh em ơi. Thề xàm lìn đéo ghê đi. Ma bực đéo ghê đi. Ma mình gom cái mảnh áo này, hồi nãy còn thiếu 19 mảnh. Còn thiếu 19 mảnh mình phải đi mua 19 mảnh với cái giá là 500 ngọc anh em mới bán cho. Là anh em hiểu rồi. Mình đang định cuối clip này là mình kêu là mình mua mảnh nhẫn với mảnh giày số lượng lớn giá cao nhưng bây giờ mình đéo mua nữa và mình đéo cần nữa luôn. Đấy và mình chơi đồ hủy diệt vậy thôi, đơn giản thế thôi. Còn nếu anh em thích xem đồ thiên sứ thì đừng. Nó đéo có gì hết, thà là xem đồ hủy diệt. Đấy, tất cả những gì mà mình nhìn thấy trong ngày hôm nay là một sự gọi là thất vọng hoàn toàn. Với đồ thiên sứ, thật sự là mình cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Trong tưởng tượng của mình là 15% sức đánh, tệ nhất là 5% sức đánh, 5% HP. Và sau đó mình ép 7 sao lên. Tấn công 3% lên quái mặt đất ạ. À. Cái đầu buổi, thề với anh em đây là một cái đầu buổi chứ đéo phải là cái game. Xàm. Mẹ quá xàm lìn luôn, quá xàm lìn luôn anh em ạ, quá xàm lìn. Nó là mày, ra môn bất hạnh. Mẹ nó cay đéo ghê. Thề với anh em cay nhá, xin lỗi anh em nhưng mà hôm nay cay nhá, hôm nay cay nhá.
Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái clip này. Hôm nay là hơi cay. Hơi cay thề luôn. Mình, anh em phải hiểu cái sự cố gắng của mình để kiếm được từng đó mảnh rất khó khăn. Thật sự rất khó khăn. Nhưng mà hôm nay như vậy là thực sự mình rất cay luôn. Kể cả admin có giải thích như thế nào nhưng mà mình vẫn rất cay. Rất cay luôn, thật sự luôn á. Thề với anh em luôn.